Duyên Hải. Nhĩ thì con hãy trả lời ngay câu ba hỏi. Tình yêu là gì? Tình yêu nơi nào có mà những con người trong cõi nhân gian cứ rủ nhau tìm kiếm nó, để rồi khổ rồi đau rồi hoang phí tuổi xuân. Như vậy là ba chưa bao giờ biết yêu thật sự. Có bao giờ ba nghĩ đó chính là nỗi bất hạnh không ba? Bất hạnh? Không, mà ngược lại ba đang tự hào về điều đó. Vì ba biết được rằng có hai thứ trên đời mà con người chỉ tìm thấy trong mơ. Một là thuốc bất tử trường sinh, còn hai chính là cái tình yêu mà con đang muốn nói đó. Người ta bỏ trọn tuổi thanh xuân đi tìm tình yêu chân thật, đến một ngày chợt nhận ra rằng mái tóc đã bạc phơ, rồi hoảng sợ, rồi cuồng cuồng, họ lại quay sang tìm thuốc trường sinh bất tử. Tìm đến lúc chợt giật mình lần nữa, ngẩng mặt lên nhìn chỉ thấy nắp quan tài. Trường sinh bất tử làm sao có mà tìm. Sống đi con, sống cho mỗi ngày, sống đáng một ngày là chính con